mỗi ngày đi làm thì Bình sẽ cho tụi nó chờ như thế này nè, xong dọn dẹp hết về đâu nó cho qua nha. Chưa bông đâu, bông nhanh lên, bập đâu, từ từ xuống đó, thấy bánh mì với như thấy thịt bò vậy đó. Hôm nay cũng như ngày thường nha, hai ổ bánh mì không, nói chung ăn ổ bánh mì không đi, chủ yếu là lấy sức đi làm buổi sáng, rồi trưa thì ăn tiếp nha, chưa trưa sẽ ăn đồ ngon hơn nghe không. Từ từ ngồi yên đó, để quay vài cái rồi xong mới cho ăn nha. Trời ơi, mới lui ra chừng 3 giây thôi mà nước miếng này. Đây là không phải nha, không phải là Bình nói là tại sao cho bông ăn trước, bây giờ cho bông ăn sau, bây giờ cho bông ăn trước nó vẫn vậy thôi. Nước miếng thì vẫn là nước miếng thôi đúng không? Ví dụ như tại sao bụp lại không chảy nước miếng. Đây ví dụ như bụp này mọi người thấy không? Đó, tại sao bụp không chảy. Nhưng mà nhìn bông này. Đó là do tính cách của bông nó như vậy rồi. Bông là một cô gái nhân viên hay chảy nước miếng, đúng không? Mọi người hay đồn vậy, bây giờ cho nó ăn trước nha. Từ từ bông, tay đâu đó, giữ yên rồi này, của bông này, giữ yên đó, bụp tay đâu, không tay đâu rồi, bụp giữ yên, bông bụp giữ yên luôn, búng tay mới được ăn nghe chưa, giữ yên đó. Nhìn bông ngậm bánh mì mất cười quá, giữ yên nghe chưa. Ok rồi, từ đưa bụp phải mang trong mang bụp nằm xuống. Chứ ăn chỗ dơ sao ăn được. Đó, mỗi buổi sáng là chủ yếu là bánh mì không gặm chơi cho vui thôi. Đây là phần ăn sáng nha. Mọi người nên nhớ đây là phần ăn sáng nha. Thật ra ở nhà là đã có ăn rồi, ăn mấy đồ của chị hôm bữa cho là ví dụ như bánh xương nè, rồi cá khô nè đó, đều ăn hết rồi nha. Đây chỉ là phần ăn vặt thôi. Bông nó ăn nhanh lắm. Bây giờ thay vì một ổ, bây giờ chỉ còn một khúc chút xíu thôi. Ăn từ từ thôi. Heo ăn quá hay ghét bật như heo á. Ăn xong thì giỡn thôi, chứ làm gì nữa giỡn. Để giải tỏa được năng lượng thì chỉ giỡn thôi. Hôm nay bên quán là cây môn hay gì bắt đầu nó xanh tươi rồi nha mọi người, thấy không? Nguyên cả vàng dương sĩ cũng bắt đầu đẹp rồi. Đây là hình ảnh những cây môn mà Bình trồng từ cái thời điểm mà bắt đầu đổ đất đổ gì này đó. Đây là nguyên cái hàng môn mà Bình đã trồng này đó, nó lên xanh hết rồi này, mọi người thấy không? Vườn cúc á, tại vì do mùa mưa, đáng này Bình trồng cũng dày lắm, do mùa mưa cái bây giờ nó cứ lổm chổm rồi, đang mùa mưa nữa nên là cũng không chưa dám đắp là cái cúc mới vô nữa, tại vì sợ đắp cúc mới vô xong nó lại ngủm củ tỏi tiếp luôn. Sau này thì bắt đầu hoa nó lên rồi nha mọi người, đó ha. Hoa này lại Bình trồng tổng cộng là 350 cây. Đó, 350 cây. Đây là cúc bất tử nha. Nhìn xa nó vậy thôi nhưng mà nắng nó mới nở nha. Còn chưa nắng nó chưa nở đâu. Còn đây là cái góc chiêu của quán này. Có nhiều anh chị mà kiểu không thích Bình, cũng không thích bông, thích bụp á. Xong rồi cứ thấy quán mình vắng cái bắt đầu cười hải hê lắm. Nhưng mà thật ra quán mình vẫn đông nha. Thường là đông nó theo giờ thôi chứ không phải lúc nào cũng đông. Một ngày trung bình ít gì cũng phải bán được 60 ly hoặc là 100 ly. 100 ly là cao nhất và 60 ly là bình thường á. Nói chung là hy vọng là quán sẽ giữ được phong độ như thế này cho một thời gian dài sắp tới. Quán đông hay quán nó còn tùy thuộc vào nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà Bình sẽ cố gắng làm nó tốt nhất có thể. Lý do tại sao ít khi thấy bơ, tại vì bơ nó hay đi ngủ lắm. Vắng mặt cái là đi ngủ à. Bơ. Ngồi xuống rồi. Bơ ngồi. Đó, đây là bơ nè. Còn đây là son. Con mèo.